ta đặt cho niềm tin khi có quân đội mình xung kích. Chẳng ngại trời nắng mưa, sáng trưa chiều, mọi người đã biết chưa? Mấy ai ta nghe lời y tế, bao nhiêu tình truyền hay thế. Anh em mình không chê, không cho căn bệnh thành xu thế. Cần thiết được cách ly, không tránh được đâu đừng tránh chi. Bởi vì một chút chúng ta lơ là, đừng nên vì một phút mất đi tất cả. Dù bao lời xin lỗi cũng chẳng thay đổi đâu. Đừng nên sang dối vì cộng đồng mãi sâu. Việt Nam ơi, chúng con tiên dòng ngại gì corona. Thắng thua vinh quang đều nằm trong tay ta. Đã trôi qua bao nhiêu đời, đinh lý trần lễ ơi. Cháu con để cháu con lo, chiến tranh không sợ ngại gì corona. Vững tin nước nhà đang và nhân dân ta sẽ tóc treo ngàn cân vẫn còn thế chẳng còn dân đầy niềm tin. Mỗi người là một chiến binh. Chiến binh. Mỗi người là một chiến binh. Mỗi gia đình là một pháo đài. Lại nó sinh mạng con người thì đâu có lầm hãi. Cuộc sống lung linh như ngọn nến đừng để lỡ lan rồi mới biết là mình sai. Lý do là đâu không cần phải bàn cãi. Anh bên trái hay tôi bên phải. Một khi đi rất khó mà trở lại. Đừng than phúc chấp mà đến mất cái ngày mai. Có bao giờ tự hỏi em đã làm gì cho tổ quốc chưa? Thay vì ngồi trách móc họ khi vì em ngày đêm từng tạo nắng mưa. Tất cả vì em mà em đâu care. Họ nói mà em đâu nghe. Còn đâu là văn minh tuổi trẻ không là anh lại bảo rằng hãy quay xe. Đến như bây giờ đây, thôi đừng chơi chốt tim. Mà bị sốt hay là bị ho, ta gọi y tế liền. Chúng tôi sẽ đi là vì bạn ok. Bạn ở nhà vì chúng ta. Đừng đợi đến khi gặp hoạn nạn mới thấy giọt lệ hoa mi đầy xót xa. Baby, cháu con tiên sông ngại gì corona. Thắng thua vinh quang đều nằm trong tay ta. Đã trôi qua bao nhiêu đời, đinh lý trần lễ ơi. Cho con để cho con lo, chiến tranh không sợ ngại gì corona. Vững tin nước nhà đàn và nhân dân ta sẽ tóc treo ngàn cân vẫn còn thế chân còn dân đầy niềm tin. Mỗi người là một chiến binh. Chiến binh. Mỗi người là một chiến binh. Việt Nam ơi, cháu con tiên dòng ngại gì corona. Thắng thua vinh quang đều nằm trong tay ta. Đã trôi qua bao nhiêu đời, đinh lý trần lễ ơi. Cháu con để cháu con lo, chiến tranh không sợ ngại gì corona. Vững tin nước nhà đàn và nhân dân ta sẽ tóc trên ngàn cân vẫn còn thế chân toàn dân đầy niềm tin. Mỗi người là một chiến binh. Chiến binh, truyền thống quân đội ta.